đây đây đây, hôm nay được em bạch tuộc lâu lắm rồi mới gặp. Quan trọng nó đa dạng vậy là vui. Báo đăng là gì? Báo đăng là bạn ra biển hỏi thuê một cái đăng cắm sẵn ở ngoài biển. Khi nước lớn, cá sẽ đi theo lưới vào trong đăng. Trong đăng có các ma trận, có 6 cửa ngục. Mà khi những con cá vào đó thì nó không biết đường ra. Bạn là người đi bao đăng là bạn sẽ đi lúc thủy triều nước rút, rồi vào bắt hết những con cá mắc kẹt ở trong đăng mang về. Giá đăng được tính trên một lần thuê từ một chai mấy đến hai chai mấy, không tính trên đầu người nên bạn đi bao nhiêu người cũng được. Cá trong đăng là cá tự nhiên ngoài biển vào, nhiều hay ít cá còn tùy thuộc vào ngày, vào mùa, vào con nước và hướng gió. Ngày nào cũng có thể bao đăng được, nhưng giờ bắt cá thì đi theo giờ của thủy triều. Nước rút lúc nào thì bạn đi bắt cá lúc đó, không có giờ cố định, nhưng thường một tuần ban ngày, một tuần ban đêm. Bạn muốn biết ngày đó bắt cá lúc nào, hãy xem lịch thủy triều, còn khó quá thì cứ nhắn tin hỏi mình. Bao đăng là bắt cá tự nhiên nên sẽ có ngày đăng có nhiều cá và có ngày đăng ít cá, có ngày đăng có cá to và có ngày đăng toàn cá nhỏ. Bên chủ đăng có cam kết nếu khách bao đăng mà gặp đăng không có cá thì chủ đăng sẽ trả lại tiền cọc, còn đăng ít cá thì chủ đăng cũng sẽ xem xét thực tế và hỗ trợ giảm bớt tiền cho khách thuê đăng. Đặc biệt gặp đăng có nhiều cá thì khách được bắt và lấy hết mang về. Bạn muốn đặt bao đăng, hãy nói với mình sẽ tư vấn ngày giờ bắt cá cho bạn. Và nếu chốt được thì bạn chuyển khoản cọc trước 50%, bên mình sẽ giữ chó. Rồi, bên mình sẽ gửi định vị, hướng dẫn bạn đường đi ra đăng. Khi ra đăng, bạn sẽ được bên đăng hỗ trợ cho mượn dụng cụ bắt cá. Các bạn chỉ mang theo cái người và bao để đựng cá mang về. Hey, Mọc Cua Bắt Ốc TV xin chào các bạn. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ và có những phút giây thật là sảng khoái khi xem video này nhé. Hôm nay mình lại tiếp tục đứng ở một cái dàn đăng. Đây là cái dàn đăng số 1 này các bạn. Đấy, thì khi xuống cái dàn đăng này các bạn phải gửi xe ở trên kia và đi dọc xuống đây. Và đây là cái hàng lưới dẫn cá để vào trong đăng. Thì hôm nay mình sẽ vào trong đăng này quay cho các bạn xem khách của mình trải nghiệm bao cái đăng này xem như thế nào, có nhiều cá hay không. Bây giờ thì tầm khoảng cỡ 6 giờ. Vô trường chưa? Vô xúc chưa? Chưa, vô đi. Rồi nhưng mà còn nhiều nước để bắt ra được. Vô đây, cần gì phải nhiều nước hay cạn nước, cứ vô trong chuồng xúc trước. Nước vậy là xúc thoải mái rồi, vô đây. Đây, thì hiện tại trong đăng mực nước nó vẫn còn khoảng tới giữa ống chân. Nhưng mà bắt cá ở trong chuồng thì vẫn bắt được rồi nha các bạn. Chút nữa khoảng cỡ nửa tiếng nữa là nước nó sẽ rút cạn. Đây, vô trong đây này anh. Vô đây chú. Chơi từ lúc nước lớn tới lúc nước cạn nó mới vui. Đến lúc nước nó cạn rồi thì mình vô mình nhặt cá nó không còn vui nữa. Vâng, còn bắt cá mà được. Vâng, đây là mình cứ vô đi bác. Để xem cái đăng này hôm nay là thấy màu nước thì cũng khá là ok đấy. Nhưng mà không biết là cá thì thế nào. Cá khai trái ơi. Ơi. Đây, đăng này nhiều nhất được bao nhiêu ký? Đăng này hả? Nói nhiều nhất thì không thể nói được, có ngày nó cả tạ ấy chứ. Ghê hả? Thế đâu, đây là con to. Nhưng mà cũng có ngày nó chỉ có 2-3 ký. Hy vọng hôm nay gặp con nào nó to tí. Một em cà rối mắc lưới. Rồi rồi, đấy, thành quả một con cá măng. Cá măng hả? Đâu ơi? Đây. Ô to kìa. Ô to vậy. Cẩn thận nó phóng mực. Rồi con đấy đủ tiền đăng rồi. Con này là ngon rồi. Hôm qua bắt được con rồi. Đi biển có bắt được chặt được con này mà. Con này ngon này. Hôm qua con được con bằng con này. Bằng không? Hôm qua nhỏ hơn. Nó bắt mất con người anh nhỏ hơn nhiều. Trời ơi. Tận là ngon đấy. Đẹp trai đấy. Có vẻ thằng người đấy. Ngon. Xin đi em. Mực to vậy mùa này ít gặp. Ôi thì nọc rồi. Hôm qua đi dạo biển nhặt được con y chang. Cũng mực lang đúng không? Ừ đúng rồi, mực lang. Hôm qua bọn em dạo biển bờ biển thôi. Nhưng mà nhặt được nó còn sống không? Ngay ba tô đi. Thế à? Ủa thế à? Con này thảo tố đấy. Hôm qua con y chang này. Không. Xong đi anh em. Ừ đấy đúng rồi. Rồi thành phần công mì luôn. Cuối để con rồi, con này thì chuẩn bị 2 thùng đi. Chốc xong rồi về nhận Vina thôi hả? Vâng. Ừ. Về bọn em về khách sạn em lấy đồ. Ờ về lấy đồ rồi rồi chốc nữa mình có bên Vina điện cho rồi vô nhận phòng luôn. Vâng. Cho nhận nhà sớm luôn.
phải ăn phơi khô lên xong rồi muối nữa thì mới được. Đường đúng không ạ? Ghép nhất một tí là 5 tí làm đúng không? Đứng vào bé bụi, đứng vào bé bụi. 4 ký 7 của thằng Đông đâu? 4 ký 7 được con mực nửa ký rồi. Lấy đồ, lấy đồ, là ai đoán đúng. Đang bảo 1 ký 7. À, nước nó to vậy, bao đầu con tay nè. Vãi ơi, vãi ơi. Thôi đúng đấy, chấm đi, chấm đi, chấm đi. Cá măng, cá măng. Cá măng không? Có con, về con cá đối á. Quế bớt được, vẹo cũng đỉnh cao nhở? Nó nằm trong đây rồi, chắc chắn luôn. Biển đâu đó, không bắt. Tí nữa nước nó rút 15 phút rồi. Con thấy con đực. Con này con cá. Mang mày nuôi cho nó tỉa. À đủ ghê ta. Con này con cá. Vâng phải nuôi nhá. Xịt mực cái. Xịt mực mà. Con mực này mực gì á? Con này ngang. Ngang hết á. Cũng cho nhỏ. Cũng dạo ngoài đó. Nhưng mà nó bụng to chứ. Nó phồng lên để nó chuẩn bị phóng mực không? Tính làm lại phát nữa. Rồi hai con rồi. Ok không chú? Ok không? Được. Cá đối gì? Cá cháo. Yeah. Đâu phải cá cháo. Bé hôm nay em gánh tim rồi. Cá mồi. Yeah. Con này mà kho lên thì ăn cơm. Thấy con bé mà. Thách khẩu ra luôn. Chính xác. Bé luôn. Thách khẩu ra là của Pháp. Hôm nay em gánh tim rồi. Thách khẩu ra của Pháp rồi. Con này mà kho lên là ngon lắm đông rồi. Yeah. Con ngon lắm. Cá mồi. Mấy thấy con cá mà. Úi dồi ôi, cái gì đấy? Thằng này chắc tên là bỏ. Ta đéo tin với thằng mày đâu. Chỉnh cái tài chạy nào. Thật tiếc rồi, nít rồi Phong thôi. Thằng Phong hôm nay nó bảo nó được 9 con gà. Thì không được về mua 9 con gà nhá. Thằng kia Phong thì đang nghe. Rồi cứ không được thì cứ ra chợ thôi. Chỗ này là hy vọng một tương lai tươi sáng ở trong đây này. Đây, trong này thì có mấy con cá đối này, nhưng mà cũng hơi khó bắt. Xem mấy con cũng to phết này. Trong đây thì được mấy con cá măng với mấy con cá đối. Trước mặt anh Dương chưa? Ừ, con đây nè. Gắng làm sao cho nó đủ bữa nha. Không, con này chết luôn rồi. Thôi, con đấy bỏ đi. Con nào móc vậy luôn. Rồi, được con luôn, hai con luôn. Cá này cá gì đây? Đâu, cá cháp. Cá cháp à? Nó có gai đấy. Cá hành, cá cháp á. Nó giống như cá rô. Dù rồi, đây không, chắc được chục ký à. Chưa. Không cho đủ bữa ở đây chứ. Chục ký này là cá ấy này. Cá đê châu thần bơn. Con này nó cứ ngoài ở đây nó chờ anh sao này. Rồi, ở chỗ này là quá trời luôn rồi. Cảm ơn. Cảm ơn. Chốc về nướng chiên nhá. Nhiều không ăn? Nhiều lắm, nãy giờ bắt quá trời rồi. Đấy. Ngon. Đồ mà chưa bắt. Cái góc kẹt nó không khác được rồi. Tất cả nó chui vào trong đấy hết. Mực nhỏ hả? Mực baby đúng không? Mực baby đấy. Được. Chụp quẩy được con được. Được. Ông cụ được rồi. Được con mực nữa hả? Cháp đấy, cá đấy ngon lắm. Cá thịt nó chắc. Rồi, thành công rồi bác. Gặp tụt nhá. Wow, có octopus. Đây, hôm nay được em bạch tuộc lâu lắm rồi mới gặp. Quan trọng nó đa dạng vậy là vui. Đó. Mới giờ vòng ngoài thôi. À, bắt chuột bên kia hả? Chuột bên kia đúng không? Cá mang hả? Cá cháp, cá nhìn nó ghê quá đi. Cá cháp. Cá hành, cá cháp. À, ngon không anh? Đây nhiều lắm. Ê bạn ơi, con đấy là ngon nhá. Đó chiên giòn. Chiên giòn nướng gì cũng ngon hết. Chắc. Đây là chuồng nè. Đây. Đây.
Đấy con cá này đẹp này. Cá đẹp như ta. Cầm mày nuôi. Cá gì đây? Cá canh, cẩn thận gai nó sắc lắm. Cá canh, canh. Rồi. Canh. Được hai con bạch tuộc luôn hả? Ngon vậy. Được một con. Một con kìa, hai con. Hai con. À con nó có mực. Được ạ. Ừ, mà đúng rồi. Thấy con mồi rồi đấy. Đi đâu bới kêu. Đây nó nhanh lắm. Bắt bằng được chúng nó. Chạy đâu con trai. Con đẹp đẹp. Được trai. Đâu. Nó chạy lên lên. Hết, không nhiều nha. Con này còn nhiều lắm. Bắt đây cho nó vui. Dạ nó, có cái bắt cho vui. Lúc tung là anh, nó trốn trốn về đây. Thằng thích mình dạng con trai mày cháu ăn này. Chạy hả? Ơ, đây. Nó cũng vui trong cái này. Nó mà ra con này, ông Quế nay về thằng Đông nó đéo đánh cho ăn con nào đâu. Không bắt, con đang không bắt nữa. Đưa em móc cho. Không chơi đừng chơi. Nó kẹt ở trong đó hả bác? Dâm bắt đâu. Đường cái nó hơi dài lắm. Ghê con chỉ có cá mèo à. Ờ. Nó như cái cá đối không ạ? Đối. Hai con được rồi. Mày tưởng. Mày tưởng mày thoát. Đây con. Nhưng mấy con này nó như con cá heo á. Vừa nhanh lắm. Bắt với con này thì đã bắt bằng được. Đây rồi. Đây nó đây này bắt cái gì? Đây này. Cua nữa. Ghê. Bắt con nhiều. Đủ thứ rồi. Ông đưa tay cho nó kẹp. Bắt vui lắm. Thành công rồi. Không, ở trong đây nó còn, đấy còn 4-5 con nữa thôi. Bây giờ nó rút hết chỗ này được nhỉ? Không, cái chỗ này thì như không rút cạn được rồi. Chỗ này nó tạo thành cái vùng ở đây rồi. Rút được nữa rồi. Có mấy con nhỏ nhỏ trong bắt nó vui. Có mấy con cá. Rồi, chỗ bên này thì cũng được khá. Nhưng mà cá thì cũng xếp vào dạng không có nhiều lắm, nhưng mà để mình qua trường bên này mình kiểm tra xem là có con gì. Tao để cho các bạn xem trong chuồng này xem là có con gì nhiều hay không. Vâng, chuồng này thì cũng được mấy con cá măng. Cá đối mấy con. Không có nhiều lắm.